kém. Nó đã ngừng ăn, ba cái lò phản ứng đã bị hút cạn. Nhận thấy tình hình mất kiểm soát, Seriza Oa ra lệnh mở lưới điện muốn giết chết sinh vật này. Nhưng việc đó hoàn toàn vô ích, mọi chuyện đã quá muộn. Cái kén nở và một sinh vật có cánh khổng lồ chui ra. Những nhân viên trong phòng thí nghiệm hoảng sợ chạy trốn. Tất cả khung cảnh trở nên hỗn loạn. Pho trốn ở một bên, nhìn thấy con quái vật dương rộng đôi cánh bay lên bầu trời và biến mất trong đêm tối. Sau vụ tai nạn kinh hoàng đêm qua, phía quân đội đã tới tiếp quản hiện trường. Nhóm của Seriza Oa lên con tàu sân bay USS làm căn cứ hoạt động để theo dõi con quái vật. Giờ bị thương nặng trong vụ hỗn loạn và qua đời. Pho cũng không còn thời gian để thương tiếc. Seriza Oa cho biết, sinh vật anh đã nhìn thấy là một sinh vật cổ đại từ thời xa xưa gọi là Gorilla. Nó già hơn hàng triệu năm so với loài người. Từ thời kỳ lượng chất phóng xạ của trái đất gấp 10 lần bây giờ. Con thú này hấp thụ năng lượng phóng xạ như một nguồn thức ăn. Khi bức xạ giảm xuống, để thích nghi nó di chuyển xuống sâu dưới lòng đại dương. Một tổ chức được thành lập để nghiên cứu loài sinh vật này. 15 năm trước, tổ chức đã tìm thấy hóa thạch của một con gorilla khác tại Philippines. Nó đã chết từ lâu bởi hai bào kén. Nó đã ngừng ăn, ba cái lò phản ứng đã bị hút cạn. Nhận thấy tình hình mất kiểm soát, Seriza Oa ra lệnh mở lưới điện muốn giết chết sinh vật này. Nhưng việc đó hoàn toàn vô ích, mọi chuyện đã quá muộn. Cái kén nở và một sinh vật có cánh khổng lồ chui ra. Những nhân viên trong phòng thí nghiệm hoảng sợ chạy trốn. Tất cả khung cảnh trở nên hỗn loạn. Pho trốn ở một bên, nhìn thấy con quái vật dương rộng đôi cánh bay lên bầu trời và biến mất trong đêm tối. Sau vụ tai nạn kinh hoàng đêm qua, phía quân đội đã tới tiếp quản hiện trường. Nhóm của Seriza Oa lên con tàu sân bay USS làm căn cứ hoạt động để theo dõi con quái vật. Giờ bị thương nặng trong vụ hỗn loạn và qua đời. Pho cũng không còn thời gian để thương tiếc. Seriza Oa cho biết, sinh vật anh đã nhìn thấy là một sinh vật cổ đại từ thời xa xưa gọi là Gorilla. Nó già hơn hàng triệu năm so với loài người. Từ thời kỳ lượng chất phóng xạ của trái đất gấp 10 lần bây giờ. Con thú này hấp thụ năng lượng phóng xạ như một nguồn thức ăn. Khi bức xạ giảm xuống, để thích nghi nó di chuyển xuống sâu dưới lòng đại dương. Một tổ chức được thành lập để nghiên cứu loài sinh vật này. 15 năm trước, tổ chức đã tìm thấy hóa thạch của một con gorilla khác tại Philippines. Nó đã chết từ lâu bởi hai bào kén. Nó đã ngừng ăn, ba cái lò phản ứng đã bị hút cạn. Nhận thấy tình hình mất kiểm soát, Seriza Oa ra lệnh mở lưới điện muốn giết chết sinh vật này. Nhưng việc đó hoàn toàn vô ích, mọi chuyện đã quá muộn. Cái kén nở và một sinh vật có cánh khổng lồ chui ra. Những nhân viên trong phòng thí nghiệm hoảng sợ chạy trốn. Tất cả khung cảnh trở nên hỗn loạn. Pho trốn ở một bên, nhìn thấy con quái vật dương rộng đôi cánh bay lên bầu trời và biến mất trong đêm tối. Sau vụ tai nạn kinh hoàng đêm qua, phía quân đội đã tới tiếp quản hiện trường. Nhóm của Seriza Oa lên con tàu sân bay USS làm căn cứ hoạt động để theo dõi con quái vật. Giờ bị thương nặng trong vụ hỗn loạn và qua đời. Pho cũng không còn thời gian để thương tiếc. Seriza Oa cho biết, sinh vật anh đã nhìn thấy là một sinh vật cổ đại từ thời xa xưa gọi là Gorilla. Nó già hơn hàng triệu năm so với loài người. Từ thời kỳ lượng chất phóng xạ của trái đất gấp 10 lần bây giờ. Con thú này hấp thụ năng lượng phóng xạ như một nguồn thức ăn. Khi bức xạ giảm xuống, để thích nghi nó di chuyển xuống sâu dưới lòng đại dương. Một tổ chức được thành lập để nghiên cứu loài sinh vật này. 15 năm trước, tổ chức đã tìm thấy hóa thạch của một con gorilla khác tại Philippines. Nó đã chết từ lâu bởi hai bào kén. Nó đã ngừng ăn, ba cái lò phản ứng đã bị hút cạn. Nhận thấy tình hình mất kiểm soát, Seriza Oa ra lệnh mở lưới điện muốn giết chết sinh vật này. Nhưng việc đó hoàn toàn vô ích, mọi chuyện đã quá muộn. Cái kén nở và một sinh vật có cánh khổng lồ chui ra. Những nhân viên trong phòng thí nghiệm hoảng sợ chạy trốn. Tất cả khung cảnh trở nên hỗn loạn. Pho trốn ở một bên, nhìn thấy con quái vật dương rộng đôi cánh bay lên bầu trời và biến mất trong đêm tối. Sau vụ tai nạn kinh hoàng đêm qua, phía quân đội đã tới tiếp quản hiện trường. Nhóm của Seriza Oa lên con tàu sân bay USS làm căn cứ hoạt động để theo dõi con quái vật. Giờ bị thương nặng trong vụ hỗn loạn và qua đời. Pho cũng không còn thời gian để thương tiếc. Seriza Oa cho biết, sinh vật anh đã nhìn thấy là một sinh vật cổ đại từ thời xa xưa gọi là Gorilla. Nó già hơn hàng triệu năm so với loài người. Từ thời kỳ lượng chất phóng xạ của trái đất gấp 10 lần bây giờ. Con thú này hấp thụ năng lượng phóng xạ như một nguồn thức ăn. Khi bức xạ giảm xuống, để thích nghi nó di chuyển xuống sâu dưới lòng đại dương. Một tổ chức được thành lập để nghiên cứu loài sinh vật này. 15 năm trước, tổ chức đã tìm thấy hóa thạch của một con gorilla khác tại Philippines. Nó đã chết từ lâu bởi hai bào